Mến chào quý các bạn. Hôm nay Line Travel mời các bạn cùng tham quan cái cảnh bến xe phía nam của thành phố Nha Trang vào buổi sáng quý vị, những ngày giáp Tết này. Những ngày giáp Tết đây là bến xe của cảnh hoặc cảnh của bến xe phía nam của thành phố Nha Trang quý vị. Đây là phía sau của bến. Đây có xe đi Gia Lai của Hội Phương à, Thiên Hưng à, xe Cúc Tùng đi Sài Gòn à. Cung điện di động Phúc Tùng. Đó, chỗ kia là hàng hóa. Trong bến xe phía nam này nó cũng của Nha Trang nó cũng nhỏ và lượng xe cũng ít, không có nhiều. Phương Trang. Và bến xe này là chủ yếu ban đêm quý vị, ban đêm thì xe đông hơn. Đêm xe đi Sài Gòn rồi đông các cái tí đông hơn. Ban ngày ít. Khung cảnh cũng không có nhộn nhịp mấy. Ai lụn lụn nữa ba? Đập bệnh. Đây, đi Gia Lai, đi tuyến Gia Lai thì có xe Hội Phương, có xe Liên Hưng. Xe Hội Phương đi Gia Lai rất là đông. Mấy ngày nay là Tết mà họ Nha Trang họ về Gia Lai gì. À, bên kia bên cạnh của xe Hội Phương là có xe Liên Hưng đó rồi. Đây là khung cảnh phía của bến bãi tập kết. Buổi sáng xe hơi ít, tối xe đông hơn. Đây bên trong quầy của bán vé này. Bến này nhỏ cho nên cái lượng người đi nó ít cho nên nó hơi nhỏ. Phương Trang. Coi một số cái giá vé đi một số tiếng thử ha. Như mấy ngày Tết nè. Đây chắc giá vé thường rồi. Nha Trang thành phố Hồ Chí Minh 225.000 vé. Nha Trang đi Đà Lạt 135. Nha Trang đi Buôn Ma Thuột 140. Nha Trang đi Đà Nẵng 240. Này giá này chắc giá ngày thường rồi. Chứ nếu giá ngày Tết không phải giá đây đâu. Đây là giá vé của xe Phương Trang. Còn xe Liên Hưng nữa vậy. Xe Liên Hưng coi đi Gia Lai nè, phụ thu thêm 308 nè. Đi Huế là 409 nè. Đi Cà Mau 509. Kiên Giang bến xe Hà Tiên 509. An Giang bến xe Tịnh Biên 525. Giá vé Tết lên. Đây là bên trong của cái quầy bán vé. Đây mình đi ra ngoài của cổng phía trước của bến xe phía nam đây. Đây là trước cổng của bến xe phía nam nè. Nó nằm đối diện với cây xăng trên đường 3 tháng 10 gần bên chỗ Mega Market đó quý vị. Gần chỗ siêu thị Metro Mega hồi xưa đó. Bên cạnh siêu thị Metro Mega nằm trên đường 3 tháng 10 đối diện cây xăng.
Dạ không, đang chờ xe đi Đắk Lắk rồi. Ở đây là khung cảnh phía ngoài của bến đó rồi, trước cổng của bến đó. Máy bên trong quầy bán vé vắng ha vậy, quầy vé vắng ha. À, đi Hồi Phương rồi. Hồi Phương hả? À. Vé hiện tại có Phương Trang với Liên Hưng, Cúc Tùng. Xe Hồi Phương có vẻ nhộn nhịp hơn, khách đông. Vừa rồi Lai Chevo chia sẻ sơ về cái cảnh bến xe phía Nam thành phố Nha Trang vào những ngày giáp Tết nữa rồi. Cảm ơn quý vị đã xem video nha. Xin chào quý vị.